Ship cho một bác khách một ở tỉnh Quảng Ngãi một con đẩy 4 kênh BSNA1204. Đấy, chạy nguồn suối lớn và mạch class AB. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em đập hộp con đẩy này. Đấy thì em đang để ra để giới thiệu cho anh em một con đẩy này cho một bác khách đi làm sự kiện nhé. Con đẩy này sẽ có mã là đời của nó là đời NA và 1200 có nghĩa là 1200W trên một kênh. Còn cái số 4 ở cuối đây thì cái mã của đẩy là 1234. Đấy. Đẩy này là tên hoặc là có ý nghĩa của nó là LA1204. Con này chạy 4 kênh, chạy mạch class AB, nguồn suối lớn. Nó có 4 cột đèn nháy của 4 kênh 1234. Bảo hành 2 năm, lỗi đổi mới 3 tháng với sản phẩm đẩy hộp PS. Con này của nó thì nó sẽ có mỗi cả màn hình LED. Màn hình LED này nó sẽ báo cả nhiệt độ, cả báo công suất của đẩy. Đấy. Với cái cấu hình này thì mặt của đẩy là màu đen, có hai cái tai để xách đẩy. Và cái ở đây nó sẽ có một cái tấm lưới này để lọc bụi nhá. Nó ở trước mà đây nó sẽ một cái quạt hút vào thì nó sẽ lọc bụi qua cái này để tránh bụi biếc nó rơi, nó có thể bám vào các cái sò IC ở bên trong. Đấy, đây là công tắc nguồn này. Đẹp, con đẩy này rất là đẹp và nó khỏe. Nó có thể đánh các dòng array đấy, hoặc là các dòng loa a dây đôi, hoặc là các dòng full đôi mà đánh các dòng côn 76 thôi đấy. Và anh em có thể là đánh các dòng súp 50, côn 110, côn 100 thì mình có thể đánh con đẩy này. Đây là đẩy chính hãng anh em nhé, đẩy chính hãng của PS. Con này được sản xuất ở dây rời. Dây rời như này thì anh em lưu ý cho em là dây rời như này thì anh em khi anh em mà đi làm xong mà rút ra rút vào nó rất là tiện, nó không lằng ngoằng đằng sau ở cái cục đẩy. Hai quạt này là thổi ra đây, thì đây là cái đường nguồn của nó. Nó sẽ có 4 cổng nhu trích này, 1 này, 2, 3 này, 4 này, đúng không ạ? Nó có 4 cổng AV này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cổng này thì mình không có nhu trích thì mình, ví dụ thay vì mình không đấu vào đây thì mình đấu vào đây, chứ không phải là ví dụ mình đấu ở đây xong lại đấu ở đây thì nghe như thế nó sẽ là thành không hợp lý anh em nhé. Các bác lưu ý cho em khi đấu vào cái đường này để ra loa thì một là đấu vào đường này, đường lưu trích thì mình bỏ cái này đi, chứ mình không được đấu vào đây xong lại đấu vào đây, thành ra là như thế nó sẽ bị quá tải công suất mà nhiều anh em không biết đấy. Nhiều anh em ví dụ không phân biệt được thì là ví dụ đây là kênh 3 còn đây là kênh 4 thì mình có thể thiếu cái new trick, thì ví dụ kênh 4 mình đấu bằng new trick thì kênh 3 mình đấu vào đây cũng được, chứ không thể nào là kênh 4 xong rồi lại đấu hai cái cột này vào với nhau là không được. Và con này nó có chế độ dồn kênh này đấy. Còn đường nhạc ra này, khi anh em muốn kết nối xuống một con đẩy nào đó hoặc là kết nối từ cổng này sang cổng này, ví dụ như cổng này sang cổng này thì nó có đường quắt, đường ninh ra này. Đây là đường các cái có cái ba cái chân này này là đường ninh vào, là có nghĩa là cắm vào đây thì nó sẽ vào nhạc vào đây, còn xuất ra thì nhạc ra đây. Ví dụ như kênh 3 mình muốn nhạc sang kênh 4 thì mình cắm lấy một cái dây ca lông cắm vào đây, sau đó cắm vào đây thì là sẽ là hai kênh có nhạc. Nhiều bác là sử dụng kênh 1, kênh 2, kênh 3 rồi nhưng kênh 4 bị thiếu cái đường nhạc, mình không biết là lấy ở đâu, thì các bác lưu ý cho em cắm một cái sợi dây ca lông vào đây, cắm vào đây là mình line sang nhau, có nghĩa là line sang nhau nhé. Con đẩy BS này được tặng kèm dây rắc ca lông, bao ship cho anh em là 9.8 triệu. Anh em có nhu cầu ấy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt mua con đẩy BS NA 1204 các bác nhé.